Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không đâu, mình tránh lại chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi để mình tài, để mình tài, để mình tài. Vô đi. Mày nói luôn ra để mình tài. Ôm đi. Rồi, giữ luôn. Đâu? 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 Lui thử đi, lui đi. Thank you.
đây. Đi này thì nói này bây giờ phải phát triển rõ ràng. Của anh nó đang ở đầu chính đó, bây giờ có em lưu ý là C3 là có 15 điểm. Thì của anh ở trên đó 3 cầu. Anh cố gắng là chuyển đấu cho chiều của anh. Nhưng mà người còn lại đừng có quen là không có bao nhiêu giờ. Trung cao độ vô, phải chưa? Bắt bàn chiêu lên, vâng, được chưa? Đâu, sáng giờ, ở sáng giờ giờ thấy được đỏ chơi rồi thấy không? Sáng tiếp đã chưa? Hai cặp lấy được nhẹ đi thứ ba ấy. Chiều nay bây giờ có cua mà đuôi, gì mà chị đấy? Cái bể tụi nó còn gọi má nó béo với mưa gì đâu mà giờ nhắc nhở nó chi vậy? Mình tại thổ. Thổ đâu? Thổ lâu quá, phát lâu quá nó thổ đó. Vậy nó bây giờ nhắc nhở nó tâm lý nó hầu giờ uống sao để nó uống đại đi. Nó bắt cho từ con tài bắt nó từ nó sửa. Bây giờ nó có nhớ nó làm cái gì? Ra đứng tôi thầy ở trong đây thôi. Câu đâu?
xuống bắt đầu thành cái cầu chính này. Xong cái này mới giúp nhảy được. Anh phải qua đó anh đứng anh lướt vô hôi lướt. Không, em hôi này nó rõ ràng rồi mơ sao má. Vậy lướt dữ lướt. Không bắt xuống mà nó không được bắt. Không bắt cái kia rồi. Không bắt cái kia rồi. Không ngại. Lướt nào, lướt nào. Đúng vậy, em đứng này chút chứ. Đấu cho anh nè. Đấu, tụi mình chém chừng.
ăn luôn, đâu có ăn nè. Đây, vô đây. Đây luôn, đây luôn. Qua đây đi. Hey!
nghe nghe chứ à.